Chào mừng các anh chị đến với The Crypto View. Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái dự án trên hệ sinh thái của Solana. Cái đồng token này có tên là Radium. Mã ký hiệu của cái đồng token này là Ray. Hiện tại cái đồng token này làm trong lĩnh vực DeFi và là sàn phi tập trung. Sàn DEX là Decentralized Exchange. Thì cái đồng Ray này hiện tại đang xếp vị trí đầu tiên về tổng cái số vốn hóa mà được lock trên cái nền tảng Radium này. Hiện tại thì ở nền tảng Radium này đã được lock khoảng là 855 triệu cái quy ra cái giá trị USD là 855 triệu. Đang dẫn đầu, tiếp theo là Serum DEX, là cũng là một cái sàn hợp tác với Radium nằm trên hệ sinh thái của Solana. Thì các anh chị hình dung là ở bên hệ sinh thái của Ethereum thì chúng ta có cái sàn là Uniswap hoặc là SushiSwap. Còn ở bên hệ sinh thái của Binance Smart Chain thì chúng ta có là cái sàn phi tập trung, đó chính là PancakeSwap hoặc là BurgerSwap. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ một cái sàn giao dịch chính, đó chính là PancakeSwap. Rồi ở bên hệ sinh thái của HecoChain thì chúng ta có cái sàn MDX. Đó là những cái sàn mà phi tập trung mà sinh ra là để phục vụ cho cái hệ sinh thái đó và được sự hỗ trợ của cái hệ sinh thái chính rất là lớn. Thì đối với cái hệ sinh thái của Solana thì Radium và Serum là hai sàn giao dịch đang đi song song với nhau, hợp tác cùng với nhau, được đánh giá là hai sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất của hệ sinh thái của Solana. Thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị chi tiết cái sàn giao dịch này nó còn hay hơn ở cái sàn giao dịch mà chúng ta hay sử dụng, đó chính là PancakeSwap hoặc là Uniswap. Thì bây giờ anh chị chúng ta vào chi tiết cái sàn giao dịch này. Thì ở đây các anh chị thấy là cái sàn giao dịch này có cái mã số token là Ray. Hiện tại giá của nó là 7,2 đô. Nó đang được niêm yết trên sàn Binance. Hiện tại thì trên sàn Binance thì các anh chị có thể vào đây, chúng ta gõ binance.com. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào sàn Binance xem cái đồng Ray này hiện tại giá thế nào, và trong từ lúc mà niêm yết trên sàn Binance thì giá đồng Ray như thế nào. Các anh chị thân mến, lúc mà cái đồng Ray này niêm yết trên sàn Binance thì chúng ta tính là từ thời điểm là ngày 10 tháng 8 cho tới thời điểm hiện tại là ngày 18 tháng 8, là mới có 10 ngày, thì giá của đồng Ray liên tục tăng từ 3,8 đô lên là 7,4 đô. Có lúc cao nhất là lên tới 8,9 đô. Như vậy các anh chị lấy 3,6 mà các anh chị nhân cho 2,5 thì cái giá trị của cái đồng Ray hiện tại là đã tăng 2,5 lần. Thì nếu như tính ra một cái giá trị của một đồng coin thì với cái giá tăng 2,5 lần là cũng chưa phải là tăng 2,5 lần này là so với giá niêm yết thôi nha các anh chị. So với giá ở trên sàn Binance kết thúc vào ngày thứ nhất thôi. Còn khi họ bán private sale thì giá còn rất là thấp hơn nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ đánh giá qua cái đồng token Ray này. Thì chúng ta có thể vào CoinRecco hoặc là CoinMarketCap, chúng ta search cái từ khóa là Radium. Thì các anh chị sẽ đánh giá xem là thứ nhất là tổng cái lượng cung tối đa của cái đồng token này là 555 triệu. Khác với một số các cái đồng coin khác thì có cái lượng cung rất là lớn, nhưng mà lượng cung của cái đồng này thì chỉ có 555 triệu. Và hiện tại thì đã cung ứng ra thị trường là 58,7 triệu cái đồng token. Vốn hóa của thị trường là 430 triệu đô và khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua lên tới 339 triệu đô. Có nghĩa là các anh chị thấy cái khối lượng giao dịch ở đây rất là lớn, có nghĩa là cộng đồng đang đổ tiền vào cái hệ sinh thái Solana này rất là nhiều. Cái full market cap của đồng này hiện tại là 4 tỷ đô nha các anh chị. Và cái vốn hóa, cái giá trị, cái tài sản đang lock trên cái sàn này là 854 triệu đô la. Như vậy chúng ta xem coi là cái đồng token này thì cái thời gian mà khi mà họ bán thì cái giá của nó là ngày 21 tháng 8, thì các anh chị thấy là 7,1 đô. Và như vậy cái thông tin mới đưa lên CoinGecko này là vào ngày 21 tháng 2 năm 2021, giá là 7 đô và hiện tại là cái giá cũng là 7,3 đô. Có thời điểm cao nhất vào
tháng 5 là tới 15 đô đấy các anh chị. Rồi như vậy thì các anh chị có thể tham khảo thêm chi tiết về cái đồng coin này. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần chi tiết của cái dự án này, thì các anh chị có thể vào cái website của cái đồng Radium này. Thì các anh chị thấy ở đây hiện tại họ đang có cái chương trình họ tặng cái airdrop cho ai mà lên cái hệ thống này sử dụng, thì họ có cái điều kiện là các anh chị có thể bấm vào đây, họ có cái điều kiện chúng ta phải swap và sau đó chúng ta phải là đi giới thiệu cho người khác thì chúng ta được 5 điểm. Rồi chúng ta sẽ nhận cái bonus thêm 2 điểm và chúng ta sẽ giới thiệu thêm những người bạn khác thì được 1 điểm. Thì cái này chương trình này tôi không có tham gia cho nên là tôi không không thể tư vấn thêm các anh chị. Các anh chị có thể tìm hiểu ở đây. Trên cái sàn giao dịch Radium này á, thì nó rất là hay ở cái chỗ là chúng ta có thể trading trên đây các anh chị. Một cái tính năng của sàn giao dịch mà nó rất là hay đó là sàn giao dịch phi tập trung, nhưng nó cho phép chúng ta đặt cái lệnh limit các anh chị. Cái lệnh limit đó có nghĩa là bây giờ chúng ta thấy cái giá chúng ta chưa ưng ý, chúng ta muốn đặt mua một cái giá hoặc đặt bán một cái giá A nào đó, chúng ta có thể đặt ở đây và chúng ta chờ tới khi nào nó khớp lệnh. Còn hiện tại cái nhược điểm của cái sàn giao dịch mà chúng ta hay giao dịch trên VanEck Swap và Uniswap là chúng ta cứ lên và chúng ta giao dịch thôi, chúng ta không có lệnh chờ. Cho nên đôi khi chúng ta kiểm tra chúng ta thấy giá chưa tốt thì chúng ta không thể nào chúng ta đặt cái lệnh chờ để cho nó khớp lệnh được các anh chị. Nhưng mà đối với Radium thì các anh chị có thể làm được điều đó. Các anh chị ở đây thì các anh chị có thể chọn cái cặp tiền. Ở đây nó có rất là nhiều cái cặp tiền. Ở đây là Ray nó trên USDT nè, Ray USDC, rồi Ray trên Serum, rồi Ray trên Solana, Ray ETH. Rồi một số các cặp tiền ở đây nó cho phép các anh chị có thể đặt được cái lệnh chờ. Là chúng ta lên đây chúng ta đặt cái lệnh chờ. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy là cái giá của cái đồng Ray trên ETH này. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại đó là cái sàn giao dịch Radium này nó cho phép chúng ta một cái cơ chế rất là hay, đó chính là trading. Trading ở đây đó là các anh chị có thể đặt được những cái lệnh limit. Cái lệnh limit thì các anh chị thấy hiện tại chị có thể đặt được trên sàn giao dịch tập trung, ví dụ như sàn Binance hoặc là sàn KuCoin hay là sàn FTX các thứ. Thì lệnh limit là gì? Lệnh limit là lệnh mà các anh chị có thể đặt cái giá mà mua hoặc bán theo cái ý anh chị mong muốn và các anh chị đợi nó khớp định. Tại vì cái giá niêm yết hiện tại thì có thể không ưng ý hoặc là chưa phải là cái giá anh chị muốn mua hoặc bán, thì các anh chị hoàn toàn có thể đặt cái lệnh limit và cái lệnh đó chúng ta sẽ chờ tới khi nào mà cái giá nó biến động đến thì nó sẽ khớp lệnh. Thì khi mà các anh chị giao dịch trên sàn VanEck hoặc Uniswap thì các anh chị nó không có cái chức năng này buộc các anh chị vào cái thời điểm nào kết nối ví các anh chị muốn mua là các anh chị làm lệnh mua bán ngay lập tức, chứ anh chị không có làm lệnh chờ được. Nhưng riêng sàn Radium thì có thể khắc phục được điểm đó và anh chị có thể đặt được lệnh chờ. Đây là một điều mà khiến cho cộng đồng họ rất là hứng thú, họ muốn giao dịch trên sàn này. Bên cạnh đó thì nếu như các anh chị hiện tại thì cái sàn này nó đã niêm yết được một số các cái cặp tiền ở đây, thì các anh chị có thể lên đây các anh chị tham khảo các cái cặp tiền mà có thể giao dịch ở trên đây được. Ở trên đây là một cái thông tin về người bán. Ở đây là số lượng của người bán là 999 đồng Ray nè, với cái giá là 7,5 đô, và 2.625 đồng Ray với giá là 7,5 đô. Nó cứ tiếp tục nó thay đổi như thế này tùy theo giá người ta mua người ta đặt. Rồi ở đây là cái thông tin của những người mua lệnh, của những người mua đang đang đặt chờ đây các anh chị, những người mua đang đặt chờ với số lượng và bên đây là giá, nó biến động liên tục. Rồi ở bên đây là cái số lượng mà đã khớp lệnh và thời gian nó khớp lệnh, và bên đây là nút buy và bên đây là nút sell, chúng ta có thể mua và bán ở đây. Rồi như vậy thì đây là một cái chức năng rất là hay, các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng cái chức năng này. Đây cũng là một cái chức năng mà ưu điểm hơn các cái sàn giao dịch khác. Ngoài ra cái chức năng trading thì nó còn có chức năng là swap. Thì chức năng swap thì nó hoàn toàn gần như giống như là sàn giao dịch Uniswap các anh chị. Các anh chị ở đây cho anh chị tìm đồng coin, các anh chị sẽ chọn ở trong cái màn hình này, hoặc là các anh chị có cái smart có cái contract, các anh chị paste contract vào đây, các anh chị tìm cái đồng coin. Và ở đây thì anh chị muốn mua bán đồng nào thì chúng ta sẽ chọn giống như mình Uniswap và VanEck. Cái ví ở đây thì các anh chị có thể sử dụng cái ví của rất là nhiều cái hệ sinh thái, trong đó các anh chị có thể dùng cái ví của Solana, đó chính là ví là Solana Web.
hoặc là Zonelet Extension, có nghĩa là cái một giống như một cái plugin ở trên cái nền tảng, nó chính là cái này đây các anh chị. Chúng ta có cái Zonelet này, chúng ta cài về máy thì đơn giản lắm, các anh chị có thể bấm vào cái Zonelet này. Nếu như mà các anh chị chưa có cài đặt thì nó sẽ lập tức dẫn đến một các anh chị một cái trang, nó cho các anh chị add cái tính năng về vào trong cái Chrome. Sau đó thì các anh chị tạo ví bình thường giống như là chúng ta tạo ví MetaMask thôi các anh chị. Rồi ngoài cái tính năng swap thì nếu như các anh chị có cái nguồn token thì các anh chị có thể vào đây các anh chị cung cấp cái thanh khoản cho cái sàn giao dịch này. Thì cung cấp thanh khoản thì các anh chị có thể chọn các cái cặp tiền mà các anh chị cảm thấy ở đây họ cho các anh chị cái lãi suất ở đây các anh chị. Các cái cặp lãi suất mà các anh chị mong muốn họ đưa ra ở đây các anh chị muốn, thì chúng ta sẽ gửi cái đồng token của mình vô và chúng ta farm ra một cái ví dụ như ở đây các anh chị có thể gửi cặp tiền Ray hoặc Serum thì các anh chị sẽ nhận về cái đồng Ray. Rồi các anh chị có thể là dùng ETH với lại đồng Ray thì các anh chị sẽ được nhận về cái phần thưởng, đó chính là đồng Ray. Ở đây là họ có các chính sách theo lãi suất. Ở đây là lãi suất, này là lãi suất. Các anh chị thấy chữ ABR này nó chính là lãi suất đơn, còn ABI là lãi suất kép. Đó, các anh chị phân biệt hai cái đó, R và I là lãi suất đơn và lãi suất kép. Thì hiện tại thì các anh chị có thể farm cái đồng Ray và Serum này là tới 115% một năm, cũng rất là cao các anh chị. Hiện tại thì tổng cái TVL của nó lên tới 63 triệu đô la rồi nè. Rồi staking thì tương tự, các anh chị có cái đồng Ray, các anh chị thay vì để trong ví của các anh chị thì các anh chị có thể để cái đồng Ray ở trên đây, mỗi một năm các anh chị hưởng được 29%. Đó là lãi suất đơn, còn anh chị áp dụng lãi suất kép nữa thì anh chị sẽ nhân mũ 12 lên thì nó cũng rất là cao. Rồi còn lại thì các cái tính năng thì các anh chị có thể là di chuyển cái hiện tại tính năng này thì chưa có. Cái Shader Rater này là giống như là các anh chị có một cái đồng coin mà các anh chị muốn bán IDO ở trên đây thì các anh chị sàn nó sẽ đưa lên đây và người dùng sẽ vào đây, các anh chị có thể là vào đây các anh chị mua cái token đó. Rồi cái chức năng là Merit này thì nó là chúng ta có thể di chuyển được các cái đồng coin giữa các cái DEX với nhau. Thì cái tính năng này nó hơi mới. Các anh chị chỉ cần sử dụng các tính năng Trading, Swap và Farm này là được rồi. Như vậy thì tóm lại là các anh chị nếu muốn giao dịch trên sàn này thì các anh chị có thể dùng cái ví mà tốt nhất hiện nay, có thể là các anh chị dùng thẳng cái ví của Solana luôn. Đó chính là cái ví có tên là Zonelet này nè. Hoặc là các anh chị dùng cái ví của COIN98 là một cái ví của tổ chức của người Việt Nam mình phát hành. Hiện tại thì cái ví COIN98 này là COIN98 Valid là một trong những cái ví mà nó tích hợp được gần như là tất cả các cái hệ sinh thái luôn. Kể cả HegoChain, ETH, rồi Bitcoin, tất cả các thứ là đều có thể dùng chung một cái ví COIN98. Rồi các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Như vậy là bây giờ chúng ta đánh giá xem coi là chúng ta có nên đầu tư vào thời điểm này cái đồng Radium hay không. Thì để có cơ sở đánh giá thì tôi sẽ đưa ra cho các anh chị một số các cái tiêu chí các anh chị có thể đánh giá. Thứ nhất là các anh chị chúng ta vào đây chúng ta vào CoinMarketCap chỗ exchange này là các anh chị chọn DEX. Sau đó các anh chị kéo xuống ở đây là danh sách các cái sàn giao dịch phi tập trung. Nó xếp trên cái khối lượng giao dịch thì các anh chị thấy Radium đang xếp thứ 7. Và thậm chí cái khối lượng giao dịch của nó trong 24 giờ qua đã vượt qua cái sàn MDX của hệ sinh thái HegoChain là 380 triệu. Hệ sinh thái MDX của HegoChain đang sử dụng cái nền tảng BC. Còn cái nền tảng mà hệ sinh thái của HegoChain đang MDX này đang sử dụng hệ sinh thái của HegoChain là 399. Thì các anh chị thấy Radium đã 385 triệu. Và cái khối lượng giao dịch này hiện tại chỉ mới bắt đầu và các anh chị thấy một cái mũi tên nó đang dốc lên. Và kỳ vọng trong thời gian tới thì có rất là nhiều nguồn vốn ở đây đổ vô. Trong những cái video đầu tiên thì các anh chị thấy đó là cái market cap này là nó đã liên tục. Bây giờ nó tổng cap bây giờ nó đã lên tới 1.918 tỷ rồi. Thì cái dòng tiền hiện tại đang đổ về hệ sinh thái của Solana. Cho nên là những cái đồng coin trong đây là những cái đồng coin mà được
người ta chú ý rất là nhiều. Rồi như vậy là Radium này là một sàn giao dịch nằm trong top 7, có nghĩa là nó đang là dẫn đầu cái hệ sinh thái của Solana. Thì chúng ta so sánh nó với một cái sàn cùng phân khúc, đó chính là sàn Uniswap, hiện tại có khối lượng giao dịch là 2 tỷ đô, còn sàn PancakeSwap của BSC là gần 1 tỷ đô. Như vậy thì hai cái sàn giao dịch này đã rất là nổi tiếng và đã rất là lâu đời rồi, và đã rất là có cái thế mạnh, cái chỗ đứng trên thị trường rồi. Thế thì Radium này hiện tại là rất là mới, thì chúng ta so sánh thêm coi là cái cap của Uniswap, PancakeSwap thì sẽ như thế nào. Thì các anh chị sẽ vào coi market cap chúng ta xem. Thứ nhất là các anh chị thấy là chúng ta có cái Uniswap là đang đứng thứ 11. Cái token của họ là 26 đô và cái tổng cái market cap lên tới 15,5 tỷ. Có những lúc Uniswap này lên tới hơn 40 đô, gần 50 đô thì tổng cap đây lên tới là 40 tỷ đô. Thì hiện tại là tổng cap là 15 tỷ. Rồi các anh chị có thể xem thêm cái sàn giao dịch PancakeSwap đang đứng thứ 30, thì có cái tổng vốn hóa là 4,5 tỷ và cái token hiện tại là 21 đô. Rồi các anh chị có thể xem một số các cái sàn giao dịch khác, ví dụ như là SushiSwap. Cái sàn giao dịch này của cái hệ, cả hai hệ là kể cả bên, bây giờ là kể cả bên ETH và bên Binance Smart Chain luôn. Thì cái sàn giao dịch SushiSwap hiện tại giá cũng 12 đô và cái cap cũng là 1 tỷ 6. Như vậy thì chúng ta thấy là cái đồng Radium thì hiện tại nó đang có vốn hóa các anh chị thấy là hơn 400 triệu thôi. Thì các anh chị thấy nếu như so sánh cái hệ thống Solana so với cái hệ thống của ETH thì dĩ nhiên là Solana sẽ chưa bằng ETH. Nhưng mà nếu như so Solana với Binance Smart Chain thì mặc dù Solana mới nổi gần đây nhưng mà cái hệ sinh thái của Solana không thua kém gì với Binance Smart Chain. Cho nên khả năng là Solana, cái đồng Ray, cái sàn giao dịch Ray này và cái đồng Radium này á, là nó có thể đạt được một cái cap, có nghĩa là lên được vài tỷ đô là điều có thể xảy ra và gần như chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề là thời gian thôi các anh chị. Cho nên là việc bây giờ chúng ta đầu tư vào cái đồng Radium này hiện tại thì còn đang rất là tiềm năng. Thế thì bây giờ chúng ta có cái chiến lược đầu tư vào cái đồng Ray này như thế nào? Thì tôi sẽ đưa ra cho anh chị cái chiến lược, đó chính là chúng ta đầu tư bình quân giá. Bình quân giá ở đây là làm sao các anh chị cố gắng làm sao các anh chị phải sở hữu được khoảng tầm 1.000 cái đồng Ray. Và sở hữu 1.000 cái đồng Ray như vậy thì các anh chị phải chia ra từng cái thời kỳ để các anh chị mua, và các anh chị tùy theo cái nhu cầu tài chính. Thì các anh chị chia ra là ví dụ như các anh chị mỗi khi nó điều chỉnh giảm thì các anh chị mua vào. Bởi vì cái đồng Ray này chúng ta không phải đầu tư trong một cái mùa uptrend này không, mà chúng ta sẽ đầu tư nó trong vòng 2-3 năm tới. 2-3 năm tới thì hệ thống Solana này nó sẽ hoàn thiện dần và đồng Radium này chắc chắn nó sẽ là một cái thế lực trong hệ thống của Solana. Đây là một cái đồng mà được coi chủ của đồng Sol là Solana, đó là gần như là vì dự án này là dự án con ông cháu cha trên hệ thống này, chứ không phải là một cái đối tác nào đó xa lạ mà người ta tạo ra cái sàn này. Rồi cái cuối cùng là cái hay của cái đồng Radium, cái sàn Radium này là họ thông pool với một cái sàn, đó chính là cái sàn, họ thông pool với cái sàn Serum. Có nghĩa là hai ông này gần như là anh em với nhau, và cái thanh khoản là các anh chị không sợ mất thanh khoản luôn, bởi vì nó thông với cái thanh khoản của cái sàn bên Serum này, cho nên là hai bên có thể kết nối và chia sẻ thanh khoản với nhau. Và một trong hai cái đồng coin này thì anh chị chỉ cần đầu tư một đồng thôi là cũng đã ok rồi, bởi vì gần như cái giá trị của họ tương đồng với nhau. Ok, như vậy là tôi đã giới thiệu các anh chị tổng quan về cái sàn Radium, những cái ưu điểm, nhược điểm và cái lợi thế của cái đồng Radium thì các anh chị đã được nghe qua. Và cái quyền quyết định đầu tư hay không là quyền quyết định của anh chị, đây chỉ là nơi cung cấp thông tin và đây không phải là lời khuyên đầu tư. Cho nên các anh chị chỉ xem thông tin, đây chỉ là một cái thông tin tham khảo và cần tham khảo thêm nhiều nguồn để hiểu rõ hơn về cái hệ sinh thái cũng như cái đồng Radium này. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc, thì cảm ơn các anh chị đã quan tâm. Nếu như các anh chị yêu mến kênh thì xin vui lòng cho một nút subscribe, một nút like và share. Và có những cái bình luận thắc mắc các anh chị để lại bình luận comment, chúng tôi sẽ giải đáp cho các anh chị. Xin thân ái chào tạm biệt các anh chị.